Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Canh bạc tinh gọn của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngày 30 tháng 11, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận, Tô Lâm vừa sắp hàng vừa chạy tại hội nghị trung ương bất thường của blogger Nguyễn Đình Công. Theo đó tác giả cho hay, hội nghị trung ương sáng ngày 25 tháng 11 chỉ kéo dài nửa buổi, đây là một sự bất thường hiếm thấy, trong khi đó báo chí chính thống không gọi đây là một hội nghị bất thường. Nhưng rõ ràng, các dấu hiệu từ nghị trình đến các thức tổ chức đều cho thấy tính cấp bách đặc biệt. Và đây là hình bài trên AFA. Sự bất thường này còn được đẩy lên cao hơn khi chiều cùng ngày, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Tô Lâm lại xuất hiện trong vai trò giáo sư, tiến sĩ, chủ trì một hội thảo chuyên đề mang tên Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc Việt Nam. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đứng trước nhiều xáo trộn nhưng tại sao việc xem xét thực hiện nghị quyết số 18 lại phải được bàn thảo trong một hội nghị khẩn cấp? Tác giả cho rằng câu trả lời có thể tìm thấy trong phát biểu của ông Tô Lâm. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một bước đi nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn là một cuộc cách mạng đòi hỏi sự thống nhất cao trong cả nhận thức lẫn hành động. Tác giả lưu ý, một điểm bất thường khác không thể bỏ qua là ông Tô Lâm vẫn lẫn đận trong việc củng cố mạng lưới quyền lực của mình hơn 100 ngày kể từ khi được bầu làm tổng bí thư vào ngày 3 tháng 8. Khác với các tổng bí thư tiền nhiệm, ông thiếu hẳn tính chính danh mang tính biểu tượng. Nếu ông Tô Lâm thực sự muốn thay đổi chiếc áo rách này bằng một mạng lưới quyền lực mới, sự khéo léo của ông sẽ được thử thách ở mức cao nhất. Việc vá víu tạm bợ có thể đem lại những thành công ngắn hạn, nhưng về lâu dài, ông cần phải tạo ra một cấu trúc quyền lực mới hiệu quả hơn. Nếu không, nỗ lực cải cách của ông sẽ thất bại và mạng lưới quyền lực cũ kỹ ấy sẽ trở thành chiếc bẫy chính trị kéo ông xuống trong những cuộc đấu đá nội bộ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhận xét, chiến thuật vừa chạy vừa xếp hàng mà tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương không chỉ là một khẩu hiệu mà phản ánh thực tế cấp bách. Từ nay đến đại hội 14, ông cần tận dụng mọi cơ hội để hoàn thành hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, tái cấu trúc bộ máy đảng và chính quyền theo hướng tinh gọn, nhưng thực chất là để đưa các nhân sự thân tính vào những vị trí chiến lược thứ hai loại bỏ những đối thủ chính trị đang hoặc có khả năng thách thức quyền lực của mình tác giả nhấn mạnh hệ thống quyền lực của đảng cộng sản việt nam hiện nay được giới quan sát ví như một mạng lưới toàn trị bao phủ toàn xã hội tuy nhiên mạng lưới này đã trở nên mục nát bởi tham nhũng lợi ích nhóm và sự đấu đá bè phái tô lâm với vị thế tổng bí thư rõ ràng nhận thức được tình trạng này Hội nghị Trung ương vừa qua là một nỗ lực giật gấu vá vai nhằm củng cố mạng lưới quyền lực đã rượu rã. Thay mạng lưới cũ bằng một mạng lưới mới là một thách thức lớn. Đã có những nguồn tin khả tính cho biết sự tinh giản biên chế lần này còn kéo theo việc sát nhập các tỉnh thành. 31 trên 63 tỉnh thành sẽ được sát nhập. Điều này đòi hỏi khả năng kiểm soát quyền lực vượt trội. Nếu thành công, ông tô lâm không chỉ củng cố quyền lực cho bản thân mà còn định hình lại cấu trúc quyền lực của đảng và nhà nước trong nhiều năm tới. tác giả cho biết bộ nội vụ trong tuần rồi đã khẳng định không có việc sát nhập như đồn đại. trên mạng xã hội thậm chí còn đề nghị bộ công an có biện pháp xử lý đối với các thông tin không đúng sự thật về chuyện sát nhập tỉnh thành phố ở Việt Nam. tuy nhiên theo tác giả nếu nỗ lực nêu trên thất bại, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi và bị đối thủ chính trị lợi dụng để chống lại ông Tô Lâm trong cuộc đấu đá nội bộ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Canh bạc tinh gọn của Tổng bí thư Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tô Lâm có thực hiện được những toan tính trước đại hội 14 hay không? Ngày 30 tháng 11, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt bình luận, Hội nghị Trung ương đánh đố toan tính của Tổng bí thư Tô Lâm trước đại hội 14. Theo tác giả, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 như các nêu trên truyền thông chính thống đã thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ bởi cách thức tổ chức với tốc độ làm việc chớp nhoáng mà còn bởi những toàn tính chính trị tiềm ẩn phía sau. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường VOA. Phong cách điều hành vừa chạy vừa sắp hàng của ông Tô Lâm thể hiện một kiểu quản lý dứt khoát, mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. Tác giả cho biết, chỉ trong vòng một tuần, từ cuộc họp tổng kết nghị quyết 18 ngày 19 tháng 11 đến hội nghị trung ương lần này, cả hệ thống các bộ, ngành, cục, vụ viện trở nên náo loạn. Sáng ngày 25 tháng 11, Trung ương đã tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết 18 với các đề xuất tinh giản bộ máy, động chạm đến hơn 15 cơ quan Trung ương. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, kế hoạch này không đơn thuần dừng lại ở giảm biên chế, mà còn đề xuất sát nhập hoặc giải thể một số bộ ngành tạo nên cú sốc lớn trên chính trường Ba Định. Cụ thể, sát nhập ban đối ngoại vào Bộ Ngoại giao – gặp ban kinh tế với đảng ủy khối doanh nghiệp, sát nhập ban tuyên giáo với ban dân vận. Tác giả cũng cho biết, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu các sát nhập phải hoàn thành trước quý 1 năm 2015, tốc độ này mang tính quyết liệt bất thường. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không đơn thuần là sự cải cách hành chính, mà còn là chiến thuật nhằm củng cố quyền lực, loại bỏ các đối thủ trước thềm đại hội 14. Một minh chứng rõ nét là việc cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị kỷ luật ngay trước hội nghị. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả đánh giá, việc phá vỡ bức tường vô hình vốn được coi là lá chắn bảo vệ các thành viên tứ trụ là một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam. Động thái mạnh tay này của ông Tô Lâm thể hiện quyết tâm xây dựng quyền lực tuyệt đối của ông. Hội nghị Trung ương lần này là một bước đi chiến lược nhằm củng cố đội ngũ thân tín của ông trước đại hội 14. Đây được cho là mô hình quyền lực mà ông đã áp dụng thành công và muốn nhân rộng lên quy mô toàn quốc vẫn theo tác giả trước những đề xuất cải cách rộng lớn nhằm thu hẹp quy mô chính quyền, cả ở trung ương lẫn địa phương, giới phân tích hoài nghi tính khả thi của nó. Việc tinh giản không dễ dàng, đặc biệt khi ông Tô Lâm đang đối mặt với sự phản kháng âm ỉ từ các thế lực trong nội bộ đảng, nói bật là nhóm Nghệ An. Sự mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở khía cạnh tranh cá nhân, mà còn phản ánh các xung đột vùng miền và phê phái chính trị sâu sắc. Nếu ông Tô Lâm không xử lý khéo léo, sự bất mãn có thể lan rộng, trở thành một thách thức nghiêm trọng. Tác giả nhận xét, hội nghị trung ương này là cơ hội để ông Tô Lâm thúc đẩy kế hoạch tái cơ cấu bộ máy và xây dựng mạng lưới nhân sự trung thành. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường, đối thủ của ông Tô Lâm. Những nhân vật đến từ quê nhà Hưng Yên và các đồng sự tại Bộ Công an ngày càng chiếm giữ các vị trí chiến lược trong hệ thống. Điều này tạo nên một mạng lưới quyền lực khép kín vừa bảo vệ Tô Lâm trước các đợt phản công chính trị, vừa củng cố vị thế trong nội bộ đảng. Động thái phục hồi hình ảnh của các nhân vật từng bị lưu mờ như Đinh Thế Huynh cũng được cho là một chiến lược nhằm thu phục nhân tâm và giảm bớt bất mãn trong nội bộ. Tuy nhiên, tác giả cho rằng sự xuất hiện ngày càng rõ của các dấu hiệu bất tuân từ nhóm quân đội, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch nước Lương Cường, đang tạo nên thách thức mới việc tập trung quyền lực quá mức của ông Tô Lâm có thể dẫn đến mất cân bằng trong hệ thống, khiến các nhóm bị loại bỏ, cảm thấy bị cô lập, và từ đó gia tăng nguy cơ phản kháng ngầm khi họ cảm thấy không còn gì để mất. Tác giả đặt câu hỏi liệu ông Tô Lâm có thể duy trì được thế thượng phong trong giai đoạn đầy bất trắc này hay không? Từ nay đến đại hội 14, chính trường Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những cuộc đấu đá quyền lực khó lường mở ra một giai đoạn chính trị mới với đầy thách thức lẫn cơ hội đối với nỗ lực cải cách thể chế mà ông Tô Lâm đang theo đuổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tô Lâm có thực hiện được những toan tính trước đại hội 14 hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới